Tu hành sáu ba la mật đa và các hạnh khác của Đại Bồ Tát thì chẳng bao giờ thối mất trí nhất thiết trí thường làm lợi lạc cho tất cả hữu tình. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, các Đại Bồ Tát thật là hiếm có. Tuy hành tất cả pháp đều là bản tánh không, nhưng đối với bản tánh không thường không hoại mất, nghĩa là không chấp sắc cho đến thức khác với bản tánh không, cũng không chấp nhãn xứ cho đến ý xứ khác với bản tánh không, cũng không chấp sắc xứ cho đến pháp xứ khác với bản tánh không, cũng không chấp nhãn giới cho đến ý giới khác với bản tánh không, cũng không chấp sắc giới cho đến pháp giới khác với bản tánh không, cũng không chấp nhãn thức giới cho đến ý thức giới khác với bản tánh không, cũng không chấp nhãn xúc cho đến ý xúc khác với bản tánh không, cũng không chấp nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ khác với bản tánh không, cũng không chấp địa giới cho đến thức giới khác với bản tánh không, cũng không chấp nhân duyên cho đến tăng thượng duyên khác với bản tánh không, cũng không chấp các pháp từ duyên sanh ra khác với bản tánh không, cũng không chấp vô minh cho đến lão tử khác với bản tánh không, cũng không chấp bố thí ba la mật đa cho đến bản tánh không.